lấy chồng thôi. Cái này là đưa lên là đám cưới là đẹp. Này 2 cân là con à, xong hỏi cưới được không? Nếu mà không đồng ý thì sao? Là áo cưới cho chị gái này. Anh Phương là bọn nam. Được ấy. Bên đây lại một giáp nữa. Đấy. Cái này là còn chưa kéo hết lên giáp lên ấy nhỉ? Đúng rồi, lên cao 5 mét đấy. Bây giờ nó vẫn đang thấp ở đây này, xong kéo nó lên trên đây. Nó cao lên thì cao lắm mà nhìn ra. Ừ. Có bể bơi này. Ừ. Mùa này vẫn tắm được. Ừ, nếu mà mẹ vui mà đội là quà là Hàn Quốc cũng nhảy xong bơi luôn. Ừ. Thấy không? Ờ. Nó đang tối, giờ đây không thích thế này nhìn bật lên này. Mấy cái ô này hôm nay có phải bật lên không? Ê này, sợ hôm đấy trời mưa, đang báo bão ấy, tự dưng đến hôm cưới bão thì su luôn. Lấy chồng thôi. Đẹp không anh? Đẹp. Em xem hả? Một cái ngang, một cái dọc. Vậy anh? Đi đi. Hai cái đứng. Hai cái đứng. Đứng nguyên đi. Đâu, đâu, đâu. Anh nhìn theo chiều lấy vậy mà nó đẹp. Được. Này, cái nào đẹp hả bác? Cái này. Cái này. Ờ, cái này là đưa lên là đám cưới là đẹp. Vậy à? Ừ. Áo dài này. Cái này không đẹp hả bác? Cái này không đẹp bác bộ nào. Cái này là dân tình mình ở mình là đưa không thích. À ở mình là các cô các bác là thích cái này. Ờ. Còn đâu cái này thì nó hơi nghịch. Nghịch cái này. Vâng. Đúng. Vâng. Bác nó nướng đúng ở nhà quê mình tùy theo phụ thuộc. Dạ bố. Vâng. Album cưới này. Đẹp nhờ. Quá trời xinh. Đẹp một tiên. Tony kéo áo lên luôn đi. Nói nó mặc quanh lại thì thôi rồi. Đấy cái ảnh ấy, ấy cổ điển rồi đấy. Không phải Tú Xảo đấy hả? Không. Tú Xảo. Cái cảnh thì đẹp. Hai chị già cũng phải đẹp luôn hả? Là cô Tiến. Cô già, cô Tiến. Ta tàn. Đây. Con này trà trước con có thể lấy không? Bây giờ con pha cái hòa tan kia để cho nó tiện mà cho đá cho nó tiện mà nó ngon. Này 2 cân là con. Tối thứ 6, tối thứ 7. Bên đây sáng chủ nhật là nhà mình có khách cái mà mình biết là hôm nay hết. Cháu làm gì ấy? Lau cái gì ấy nhỉ? 5, 6, 7, 8. À, ghế hả? Tưởng loa đài cơ. Ghế mang từ bên Hải Phòng về này. Anh ơi anh giúp đi kìa. Ồ ghế này màu đẹp ấy. Ôi xời xời. Ghế đấy. Anh Hôn ạ. Thật á? Ồ đúng rồi đấy. Ê nhưng mà cái này quá đẹp ấy. Nhá. Lễ ăn hỏi là gì? Hả? Lễ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi là gì á? Anh hỏi bạn này em không biết. Tại sao ăn hỏi? Hả? Ăn thì ăn chứ hỏi làm gì? Anh hỏi thế thì em cũng chịu. Anh hỏi mọi người ấy. Lễ ăn hỏi là gì? Hả? Lễ ăn hỏi là gì? Lễ ăn hỏi á? Ừ. Anh hỏi mẹ. Gọi mẹ ra.
Gọi mẹ ra hỏi. Ăn thì ăn chứ, hỏi làm gì? Ăn, hỏi, bao nhiêu tuổi? Ăn, sống ở đâu? Ăn, quê ở đâu? Người thế. Lẽ ăn hỏi là gì ạ? Anh cứ hỏi con từ tối rồi ấy. Lẽ ăn hỏi là gì? Lẽ ăn hỏi là ăn thì ăn, hỏi làm gì ạ? Lẽ ăn hỏi. Xem Việt Nam đấy họ thì tìm hiểu tục lệ ở Việt Nam chứ. Thế con chưa tìm hiểu lần nào ạ? Ở Việt Nam đấy là cái tục lệ để lấy được một người vợ đấy là đầu tiên là phải có lễ chầu cau này, tức là mẹ đến thăm nhà người phụ nữ đầu tiên để mình lấy được vợ. Tiếp theo là lễ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi là nhà trai mang lễ vật, mang lễ vật đến nhà gái để xin hỏi cưới người phụ nữ đó. Xin hỏi cưới là hỏi. Hỏi là ăn xong hỏi. Ăn ăn xong hỏi cưới được không? Là lễ ăn hỏi. Đúng đúng không mẹ? Đúng không mẹ? Cạn lời. Cũng không sai. Cũng không sai mà. Lễ party, ăn, eat, hỏi, question. Thì dịch ra là gì? Ăn được không? Không, cái này không đúng đâu, em phải tra Google ấy. Không đúng. Để trước khi diễn ra lễ cưới thì có cái lễ ăn hỏi này. Nếu mà không đồng ý thì sao? Nếu không đồng ý thì là cái lễ chầu cau đấy là người ta từ chối rồi. Đầu tiên là mang cái lễ chầu cau đến đầu tiên đấy. Mẹ từ chối đi mẹ. Hả? Từ chối đi mẹ. Không. Lễ ăn hỏi phong thảo hôm Kim Do Hoon. Thank you. Hoa đỏ. Em gái làm trà nhá. Chị gái cắm hoa nha. Mẹ, tuổi con ấy, tuổi con năm nay lấy chồng đẹp đúng không? Đúng rồi. Hai mấy? 29. Năm sau rồi sao? Mẹ sao thì đó, tuổi trắng không được đẹp lắm các cụ. Bây giờ mình hay lấy chồng tuổi trắng. Bây giờ mình lấy chồng 25. Bây giờ lấy chồng 24. Cháu lấy chồng 29. Không quay cái cảnh như nè. Xung bê đồ nè. Tâm đang ở nhà. Em cài con cài đi, con cài hết 3 cái đã thằng nào. 3 cái của con. Này cái này vẫn không hiểu là nó cho 2 cái với lại 1 cái là như thế nào. Đang là mẹ và mẹ bảo là đi lão cưới cho chị gái này. Đúng á, nó nơ. Nó nơ nó xinh. Nhìn nơ mới xinh ấy. Ừ. Người ta thích nơ cứ hử lên. Chú chấm hở cái đầu chân gì mà đồ đấy mình. Quý. Alo. Quý. Mẹ kìa. Mẹ ơi. Chúc ngày xuân ở Việt Nam. Ngạc nhiên đây. Thích ơn. Chúc mừng ngày xuân. Chúc mừng ngày phụ nữ. Hai ba. Chúc mừng ngày phụ nữ. Chúc mừng ngày phụ nữ. Chúc mừng ngày phụ nữ. Chúc mừng ngày phụ nữ.